Cảm ơn mọi người thật là nhiều. Cảm ơn thời gian quý báu của mọi người. Hưng phải nói chỉ cảm ơn đêm nay sẽ rất nhiều. Rất nhiều lần để nói là cảm ơn nhiều lắm. Cái show diễn này chính là cú chốt cửa để khóa lại hành trình 19 năm Hưng theo đuổi, dấn thân và yêu đương với cách so đậm với Bolero. Và đi suốt cái hành trình đó kéo dài 19 năm. Lúc đầu chỉ tưởng là một cái cuộc chơi đơn giản thôi, làm một album rồi để tiếp nối, không ngờ đi xa như vậy tới 19 năm. Ở trong 19 năm đó có rất là nhiều sự đóng góp, sự yêu thương, sự ủng hộ, kể cả sự nghi ngờ, bán tính, bán nghi, hoặc kể cả sự chê bai, rất là nhiều thứ khác nhau dành cho Hưng. Hưng vẫn sẵn sàng đón nhận hết tất cả mọi thứ để đi đúng con đường mình đã chọn và mong muốn. Bên cạnh đó, cái đường Hưng đi chắc chắn là Hưng tin là trên cuộc đời này, cái nẻo đường nào, cái hành trình nào chắc chắn cũng sẽ có người đó, không có người cũng sẽ có một bóng mát, một cây cổ thụ hay một cái vách núi nào đấy chúng ta có thể dừng chân nghỉ mát hoặc có thể tựa vào. Những cái điểm tựa và những điểm dừng chân đó chính là những con người đã có mặt ở đây để hình tượng này. Những người đã có công từ những ngày đầu tiên, từ những bản phối đầu tiên, rồi những cái bản in ấn đầu tiên nó còn rất thô sơ, rất là dỏm luôn, cho tới giờ phút này đã đồng hành sát cánh cùng với Hưng. Trong đó mạnh nhất, quyền lực nhất vẫn là các anh chị phóng viên báo chí đã đưa những thông tin Hưng bước vào con đường ca hát nhạc xưa những ngày đầu tiên để mà mọi người đón nhận, chính là các anh chị phóng viên báo chí. Dù lúc đó có rất là nhiều những cái điều mà nó có khen, có chê, có nghi ngờ đủ tất cả, mọi thứ rất là điều sau này mới thấy nó bình thường, chứ hồi xưa mà trời ơi mà nói đủ thứ hơn trời dậy tử lên liền. Bây giờ thấy nó bình thường kinh khủng khiếp đó. Và cũng muốn nhân đây ngày hôm nay là cái buổi tiệc nhỏ nhỏ này, dễ thương ấm cúng này, để tri ân, để cảm ơn tất cả mọi người, từ những bản phối, những bản ghi âm, phòng thu, rồi những người hòa âm cho Hưng, rồi những dancer, rồi những cộng tác viên, những người phối bài, tất cả mọi người đã các mời hát với Hưng từ những album đầu tiên, rồi nhiều thứ lắm luôn á. Bây giờ Hưng trước tiên là Hưng cho Hưng ngắn gọn lại đi ha. Với cái album, với cái chương trình lần này, là sau lần này thì rất nhiều công sức của nhiều người đóng góp vào, từ cảnh trí, âm thanh, ánh sáng, sân khấu, hậu đài, rồi cả điện đèn, rồi màn hình, cái thứ gì cũng phải có bàn tay của con người và đóng góp của những người dành cho Hưng cái tình cảm đặc biệt để tham gia. Bên cạnh đó còn rất nhiều anh em khác, bạn bè khác đã giúp đỡ Hưng bằng nhiều cách khác nhau. Có người thì không nói tiếng nào, chỉ chuyển tiền thôi là được anh vay bổng và Hưng làm cái gì theo ý Hưng. Có rất là nhiều những người fan, những khán giả của Hưng từ những ngày đầu tiên khi hát phòng trà. 2001 bắt đầu bước vào phòng trà, thì cái bài hát đầu tiên là cái bài hát Xin Về Người Đến Tình Yêu, là Hưng đã hát hàng đêm ở đó, và Hưng đã để nó cuối cùng ở trong cái show cùng với bài thứ 2000 năm. Còn cái bài mới nhất Hưng vừa mới hát, nó là bài Chỉ Còn Tình Yêu, đó là Hưng cách sắp đặt mọi thứ. Và những fan book bên nhà của Hưng đây theo Hưng từ 19-20 năm nay cũng còn đây, các những đồng nghiệp, các nhà bà ông phối khí, là các nhà cung cấp về âm thanh, ánh sáng, rồi những cái đồ chơi đặc biệt cho các album vừa rồi của Hưng đó, chương trình vừa rồi, hồi xưa là có Huỳnh Minh Hiệp, một cái người cùng tên với Hưng, cùng hỏi Hưng, dễ sợ Huỳnh Minh Hưng, Huỳnh Minh Hiệp, xe Vespa thì có Mr. Bằng cung cấp, rồi rất nhiều những cái hạng mục khác nhau. Ngay sau đây, tôi không làm mất thời gian mọi người, để phải nhanh để mình ăn nữa, đúng không? Hưng muốn được làm cái việc mà Hưng được giáo dục, từ gia đình mình phải biết ơn bất kỳ một người nào đó làm ơn cho mình dù là nhỏ nhất. Và có lẽ giáo dục dữ quá, kỹ quá, cho nên là Hưng cả đời Hưng luôn làm mãi mãi không bao giờ thấy đủ khi mà làm gì đó cho ai vui, khi mà đã nhận ơn người đó cả một lần cũng không bao giờ thấy đủ với Hưng cả, không bao giờ đủ, phải 10 lần, 100 lần thì mới mãn nguyện. Cho nên là lần nữa Hưng xin được dùng từ biết ơn để gửi đến tất cả mọi người đặt mặt ở đây. Sau đây,
mình sẽ làm gì tiếp không? Coi nữa hả? Có muốn phỏng vấn kỷ niệm với một bạn? Ồ, đúng rồi, đúng rồi. Uyên Linh đi. Uyên Linh trước đi nha. Đây, dạ. Dạ, Uyên Linh nè. Em hỏi anh đi. Thay vì anh hỏi em, đúng không? Thì anh muốn hỏi, anh cứ chờ và thắc mắc tại sao? Ví dụ như vậy, sao anh chọn em hát bolero với anh vậy? Ví dụ như đó. Hay là... như thế nào anh muốn em hỏi chứ sao thay vì anh hỏi em? Vậy bây giờ em hỏi vậy anh. Được chứ. Tại vì Linh xin gửi lời chào tới tất cả các anh chị. Linh không biết tại sao anh Hưng ở có một cái sức mạnh gì đó mà anh Hưng cứ nói vẽ hát xô anh là Linh dạ nhận liền. Nếu mà không có vợ không ở Việt Nam thì cái lần này Linh đã tham dự được tới 2 show của anh luôn. Thì Linh cũng không biết tại sao mà anh cứ gọi Linh rồi, nhưng mà anh cứ gọi là Linh đi thôi. Thì bây giờ anh cho em biết tại sao. Dạ. Hưng có một cái giác quan đặc biệt và cái một ông trời ông ban tặng cho một cái tai nghe khá ổn. Hưng cái gì cũng dở hết. Hưng nói thiệt, chỉ có một được cái duy nhất thôi là biết lựa chọn. Dạ, chỉ được biết cái đó thôi. Cho nên là Hưng nghĩ Hưng không có chọn sai tí nào cả. Hưng cũng quỷ quái lắm, cũng nhìn con người ta có nhiều fan, nhiều khán giả đang hot mới mời chứ. Nói trên cái Hưng nhắm được cái giọng của Yên Linh sẽ ra cái câu đó, cái chữ đó, cái luyến ấy nó sẽ như thế nào, Hưng đoán chắc luôn. Và Hưng nằm dạng mời Yên Linh. Và khi lúc mời Yên Linh á, Hưng biết những em bé trẻ trẻ này là khó tính lắm đó. Và cái cách hát của họ bây giờ rất là trẻ và hiện đại. Thế Hưng làm bằng hai ông hòa âm luôn, một cái thật là hiện đại, trẻ trung. Và nó mang chút xíu nữa, nó không có một cái liên quan gì tới bolero cũ cả. Một bản bolero thuần túy luôn. Thì Hưng đang sức thuyết phục, Hưng nói Yên Linh này, em bắt đầu rất đưa hai bản cho em nghe đi. Nghe bản nào thì em thích nha. Em thì em thấy cái màu trẻ trẻ nó hợp em đó. Nhưng mà anh nói thiệt em nha, cái đồ sướng sướng kia đông khán giả lắm, thân người hơn, được nhiều người thương hơn. Có nghe sao đấy đâu cho, ok, đại ca nói vậy em chơi vậy luôn. Thế là hát cho cái bản phiên bản mà rất là thuần túy bolero luôn, là kiểu đường phố. Anh cảm ơn em đã, một cô gái rất là khó tính, anh chiều theo ý anh, khó lắm. Đưa bài là cô tự ý, dựa theo ý cổ, hình là như thế nào, chọn hòa tâm ra sao, dễ sợ lắm luôn á. Kỹ lắm, anh cảm ơn em rất nhiều đã đồng ý, đã suggest với anh. Cảm ơn em thật là nhiều nhé. Cảm ơn anh Hưng bởi vì đã... Anh cũng chưa muốn hỏi em nữa. Dạ. Rồi, lúc mà nhận lời xong đó, bước vào cặp đó, em đã nghĩ gì trong đầu em? Nói thiệt. Dạ, em cũng muốn coi anh Hưng run một cái chương trình như thế nào. Chắc chắn là làm việc với anh Hưng thì sẽ có rất nhiều điều mình có thể học được. Và quý vị có biết không, cả hai show năm ngoái lẫn năm nay, anh Hưng là người chọn bài cho Linh. Linh cũng để cho anh chọn bài luôn. Linh cũng muốn là làm những cái mà chủ nhân của bữa tiệc giao ra cho mình, mình là khách mời rồi, để con mình có thể đem tới những cái món ăn gì để góp vào cái bữa tiệc. Thì anh Hưng là người chọn bài cho Linh. Ví dụ như lần này thì là Mưa Nửa Đêm Ngoài Phố và Kiếp Nào Có Yêu Nhau mà. Linh rất là cảm ơn anh Hưng. Thế là Linh ở anh Hưng nói chung là có một cái sự bảo bọc, và qua những cái hướng dẫn mềm mỏng của anh Hưng thì Linh đã học được rất là nhiều. Cảm ơn anh nhiều ạ. Cảm ơn bé nhiều nha. Dạ. Dạ, em là Thiển Dư, cho em gửi lời chào đến tất cả mọi người có mặt trong cái phòng tối ngày hôm nay ạ. Lúc mà ngồi xuống họp ekip cùng với nhau đó, thì đưa ra những cái sự lựa chọn, tìm diễn viên để đóng cái nhân vật hai người ở trong cái câu chuyện này. Anh Mỹ là người đã đẻ ra câu chuyện từ cái phim, cả ekip cùng ngồi nhau bàn đưa ra cũng như sách như vậy đó. Thì cái tên Khả Như là đầu tiên liền luôn. Vậy ha. Yes. Anh nhìn được cái nét nào của em mà anh đưa dùng bolero của anh vậy? Trước tiên là cái giọng nói của em. Dạ. Anh Mỹ là người đề nghị, tại giọng cũng như nó rất là Sài Gòn. Dạ, rất rất Sài Gòn luôn. Và cái nét diễn anh chịu nét diễn cũng như vừa phải và tiết chế được. Dạ. Cũng nhiều danh sách, nhiều lắm, nhiều lắm. Cuối cùng là quyết định là bỏ phiếu là một loạt là để như. Dạ. Và là ngồi nghe tại chỗ anh nhắn tin như ơi vậy đó. Dạ. Cái là dạ được anh. Dạ anh được quyền luôn anh. Dạ, không chưa qua lịch luôn đó anh. Thật sự là lúc đó là em kiểu trời anh Hưng với em
mời em những cái gì rất là đặc biệt của anh đến dự báo cho những cái buổi mà anh ra MV ra mắt sản phẩm mà em toàn bị bận, và khi mà anh nhắn cho em cái lần này á là em đã nói là phải đi, nếu như em có bận em cũng sẽ phải đi, mà ai ngờ là em rảnh thì cái lúc đó, nhưng cuối cùng thì lại bị dời một lần nữa. Nhưng mà cái điều mà thật sự em muốn chia sẻ với anh Hưng á, đó là em rất là cảm ơn anh, cảm ơn công ty cũng như là cảm ơn tất cả mọi người, và đặc biệt là phải cảm ơn anh, bởi vì anh đã trao cho em một cái cơ hội, tại vì em không nghĩ là em sẽ được đứng ở cái sân khấu đẹp như vậy, lộng lẫy như vậy. Thật ra thì em cũng có đứng vài sân khấu đẹp, nhưng ở một sân khấu mà toàn những sao hát hay như vậy, một cái đêm nhạc mà rất là hoành tráng, và điều đặc biệt là em được tiếp xúc với những cái người rất là tử tế và tích cực như anh Hưng á. Em biết là anh có rất là nhiều áp lực học một đêm mà mấy chục bài hát như vậy mà anh có thể hát mà không cần nhìn cái bảng á. Em thấy mấy cô chú anh chị bên trong nói trời ơi sao Hưng hay vậy, không có nhìn ở bên, không có nhìn bài thi để mà có thể đọc. Thì em thấy cái điều đó là cái điều rất là chỉnh chu, anh làm cho em cảm thấy rất là thích. Và điều đặc biệt là dù áp lực cỡ nào anh cũng rất là nhẹ nhàng với tất cả mọi người. Bé ơi, bé Hà giúp anh, bé ơi, bé Hà, bé ơi, bé Hà. Mà ngồi một mình thì nhăn cái mặt lại, đội này đội kia, chân thì đau. Mà đi cà dắp, rồi cái gì cũng lèm bèm, nhưng mà gặp ai cũng bé ơi, sao chưa tin, vậy đó. Thì em cảm thấy cái điều đó nó rất là dễ thương. Và em rất cảm ơn anh vì những cái điều mà tuyệt vời mà em có được với anh, một cái hành trình anh nó không có quá dài nhưng mà nó rất đặc biệt với em ạ. Đặc biệt là em được siết nữa đúng không chú? Thôi em đâu có ngờ, trời ơi em tưởng trời ơi được đóng ngàn thơ ha, biển gì trời, là cái đó là một cái ước mơ nhỏ của em thôi. Em đâu có ngờ là cái ngày đầu tiên mà em bị treo ngược lên trên mà quay cà dông chóng mặt vô cùng luôn, nhưng mà em thấy chắc không sao đâu, không sao đâu, mình cái cuối chương trình mình vẫn đẹp không chết. Trời ơi, mới đầu năm mà anh mời cái show là cái vai em là chết. Cái nó chết rồi giận ông ta. Thôi kệ, giận đi, mình diễn viên mà vai gì mình cũng giận. Hên ảnh giờ qua tháng năm á, cái em chết giữa năm cũng không sao. Chứ thôi mỗi đầu năm em chỉ chết em rồi. Cảm ơn anh rất nhiều ạ. Ok, là chị cực được bỏ vô anh. Cảm ơn rất nhiều nha. Và tiếp theo sau đây nữa, một người bạn lâu năm, Cẩm Ly của tôi. Cẩm Ly nè, có là từng diễn live show với tôi rồi, nhớ không, người tình nè, rồi nhắc nhạc xưa luôn đó, rồi hát ghi âm trong cái album của tôi nữa, vừa là chút nữ đó, tưởng đeo kiếm tao thấy mình già lắm. Nè, cảm ơn Ly hôm nay, nhưng mà Ly mới khó mời lắm, không biết đâu hết trơn á, không bao giờ xuất hiện. Phải, tại vì cũng nói với mọi người là Hưng có gửi một tấm thiệp đó, Hưng nói là hôm nay là một bữa tiệc tri ân với những người mà giúp đỡ Hưng, thì Ly mới có nhắn lại đó thôi. Hưng cái tính bây giờ đi ngại đi lắm, với lại tiền tri ân tự nhiên cái đi có kỳ kỳ không, cứ nó không lâu quá không gặp giùm đi mà là sao đi nuôi dưỡng hai cái nhỏ đi, vừa khỏi nấu cơm luôn đi vậy nó khai đến con đi luôn sao. Cảm ơn Ly cũng như cảm ơn ông Minh Vi. Minh Vi ông không chịu đứng lên đâu, đứng không. Thật ra thì cũng không có ngại thú nhận là Hưng học lén cái cách chơi nó sức từ ông Minh Vi và chị Phương Nguyên, đó là hai người thầy gián tiếp của Hưng. Khi Hưng ngồi vị trí giám khảo Đường Nguyên thì Hưng thấy được cách họ làm này hay quá, đó là về nhà Hưng tự làm, đó là Hưng làm khu vực đêm tới mức độ mà người mấy có sức còn nặng đô như vậy luôn đó. Đó, sau đó mình chắc lọc không làm theo cách của mình nữa. Thì đặc biệt là cái album số 9 album Chuyện Đời Hoa Nhân Dở là một mình ông Minh Vi biên tập và chọn bài, họ ông thối khí trọn vẹn hết chân luôn, cho nên là cảm ơn Minh Vi rất là nhiều cho tôi đứng lên chụp cái hình nha. Đứng lên chụp nha, cảm ơn Minh Vi. Thôi thôi đứng lên nha, ông Minh Vi cho tôi một cái lời gì đó đi, nhận xét cho tôi, ông Minh cũng được nữa. Thật ra là tôi với ông này là bạn thân á, thân đến mức mà live show còn ở đây ông không có mời vợ chồng tôi. Và tại Hà Nội thì tôi có hỏi là giờ nếu mà tôi bay ra ngoài đồng chí có tiếp được không? Có, và cuối cùng là vé máy bay tôi bị lo. Và vé vào xem tới trưa, trưa biểu diễn không? Trưa. Buổi trưa đó tôi mới được một vé đi vào xem, cũng không mời được ai luôn. Thì cái đó là rất là thân, nhưng mà phải vào xem để học lại nó nghiêm túc. Và
Đàm Vĩnh Hưng làm một cái show rất là chỉnh chu, rất là Đàm Vĩnh Hưng, và nói chung cũng lén chút ngày không phải đi ra nha. Đúng rồi, để tôi nói cho. Nói đi. Ông tới đó ông coi tình hình mở xứ cái chủ điểm là cái show tháng 8 cho bà Cẩm Liên đúng không? Ngày 5 tháng 8 đúng không ngày nãy? Thì cái đó là bạn nó mệt quá. Thế tôi rủ bà đi. Tôi rủ bà đi, tôi nói là phải ra coi. Hưng hát thì quen rồi, nhưng phải ra coi để nghe những cái bài nối giữa bài này với bài kia của Hưng sẽ nói cái gì với khán giả, và chắc chắn điều là em phải học kinh nghiệm. Vì những cái nói của Hưng kết nối với bài hát rất là có duyên, và những cái câu từ của Hưng lôi cuốn được khán giả tới 4 tiếng đồng hồ, đó chỉ có Đàm Vĩnh Hưng thôi. Cho nên là cuối cùng trả thù đấy không? Tháng 8 đâu có mời tôi đâu. Đó, sao mời không mời đâu. Nhưng mà tôi dẫn bài ra. Bài đó. Bài đó. Hà Nội mà. Có nghĩa bài khảo sát làm gì? Các bài khảo sát làm gì? Ủa thì ông ra, ông coi show của Hưng mà. Diễn Sài Gòn hả? Sài Gòn mà không có gì, không có mời. Thì người ta đi, còn có show Hà Nội, người ta phải đi ra coi. Diễn Sài Gòn, tôi sẽ thiền hồn cả Sài Gòn. Thì ghê quá. Cảm ơn hai người thật nhiều nha, cảm ơn rất nhiều Minh Vy ơi. Cảm ơn các bạn nhỏ nè. Đây, nam ca sĩ nữ đây. Đúng rồi luôn. Trời ơi, em cù, em cù. Trời ơi, vừa quá nè. Nhanh nè, để tôi lại còn ăn nữa kìa. Anh đang phỏng vấn mọi người. Tại sao dễ dàng, dễ dãi, dễ tính nhận lời hát bolero trong khi nếu nào cũng thừa nhận đó không phải sở trường của mình hết. Lý do là sao? Có phải vì tiền không? Hay vì tiếng? Tôi nghe coi. Bây giờ nói không phải vì tiền là nói láo rồi. Thật ra thì tự nhiên về vô phỏng vấn thật ra là tụi em nhận là thứ nhất là vì anh Hưng tiếng nói của anh nó quá lớn. Mình không nhận thì mình sẽ bị đi chết. Làm sao mà nó lớn. Nên bây giờ chứ thật ra thì là tụi em thì rất là ca sĩ trẻ thì rất là mong muốn mình được góp vào trong những cái show mà rất là lớn, chuyên môn và rất là nhiều đầu tư như vậy, nên là khi mà Hưng mời thì tụi em sau khi điều giá xong thì cũng ok. Cảm ơn em. Trúc Nhân, tôi là em quản hồn cái gì đó nhé. Dạ, em xin chào mọi người có mặt ở đây buổi tối ngày hôm nay. Thực ra thì cái lý do duy nhất để em nhận show này là do em ngưỡng mộ. Tại vì em cũng đã nói ra rất nhiều lần là em không biết lúc em bằng tuổi anh Lưỡng thì em còn giống anh hay không. Chứ tiền thì chắc chắn phải rồi. Tại nhận có 1/3 cách tê bình thường. Với lại cái khi mà Nhân làm việc với anh Đàm thì cái cách mà anh Đàm trân trọng nghệ sĩ cũng như là lo lắng cho đàn em á, Nhân rất là wow như mọi người. Tại vì thường khi mà một người làm live show mọi người sẽ rất là bận và có nhiều việc để cần phải lo, mà anh Đàm là từng xíu một luôn. Em cũng nhớ là cái ngày ở ngoài Hà Nội cũng tới dúi vô tay, uống xong rồi mấy đứa uống đi. Cho nên là em thấy là khi mà anh làm nghề lâu năm như vậy và lưỡng nghề của anh còn cái gì là em phải hiểu vì sao. Anh sẽ của các bạn của em. Cảm ơn em, còn hẹn ra đây một đêm nhé.